Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với phố cổ Hàng Tre. Chào em. Vâng, chào anh. Em ơi, em đi trên phố cổ Hà Nội, bản thân em thích nhất vào cái thời khắc nào, thời điểm nào trên phố cổ Hà Nội? Em thì thích nhất là buổi sáng, nó thư thái anh ạ. Buổi sáng thì mình cảm thấy nó qua một giấc ngủ rồi, đầu óc nó minh mẫn hơn. Đấy. Còn buổi chiều nó cũng hay, nhưng mà buổi sáng thì em thích nhất là phố cổ buổi sáng. Anh cũng rất là giống em đấy, buổi sáng mình đi nó mình thấy là đường phố nó vắng vẻ, trong lành đúng không? Rồi những cái sự hối hả nó không có ở đó mà chỉ là sự chậm rãi của những người đi tập thể dục thôi. Vâng. Em liên hệ với Dũng rồi đúng không? Em gọi Dũng rồi, Dũng hẹn em ở phố Hàng Tre này. À, phố Hàng Tre. Không biết là ông mời ăn cái gì đấy. Em chưa biết là món gì. Không biết. Video được bảo trợ bởi nhà hàng OK Con Dê, chuyên phục vụ các món về dê tươi, lẩu, nướng, BBQ. Nhận đặt tiệc liên hoan, hội nghị, sinh nhật, địa chỉ số 03TT1A, đường Bằng Liệt, khu đô thị Tây Nam, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại liên hệ 09871333999. Nó bảo cứ lên Hàng Tre nó mời ăn sáng. À đây đây em này. Ờ. Em. Ờ đúng ạ. Chào coi rồi. Ờ Dũng Béo xin chào quý vị khán giả Hà Nội phố nhá. Sao đi xe ôm hay sao mà lại ngả bàn đèn thế em? Xe ôm không anh, hôm nay em đèo con anh, con em lên trường Nguyễn Du Ngọc kìa. À con Ngọc. Trường ấy, trường đỉnh quận Hoàn Kiếm đấy, mày không biết à? Hoành sáng phết nhỉ. Hôm nay ra đây tôi dẫn ông đi ăn cháo lòng thử đây nhá. Ủa chứ lô tí ca làm tí rượu. Ồ. Vào trong hay là ngồi ngoài? Ngồi ngoài đi. Ờ, ngồi ngoài. Cháo lòng là cứ phải ngồi ngoài nó mới. Ngồi ngoài là con nhìn cô làm luôn nhỉ. Đó. Thôi em ngồi đây đi. Đấy, con em học trường Nguyễn Du này, trường điểm của Đoàn Kiếm này. Thế là đưa con đó, trái tuyến. Thế là ông đưa con đi học ở đây xong là ông ra đây. Ông ra đây luôn đấy, Hàng Tre này mà. Hàng Tre cháu học cũng lâu đời. Làm bát thức canh nhỉ? Ừ, làm thì thức canh được. Cháu ba đi ăn thức canh rồi. Bát đánh bát cho. Này, đánh bát cho dễ nhá. Đánh bát cho dễ ăn nhá. Vâng. Con đâu, con lấy bát vào đây. Xem lòng ở phố nó khác gì lòng ở dưới Linh Đàm không? Của cô còn ngon hơn, nhà cô có thương hiệu mấy chục năm rồi. Dạ. Thế nên các con, các cháu ăn cứ yên tâm. Dạ vâng. Cô nhìn là lòng. Hàng sáng là lòng tươi, cô đi lấy ở trong lò. Con lấy đĩa ra đây, làm cô ăn mắm tôm, cháu ăn mắm tôm với gia vị nước mắm. Cho cháu hai thứ đi. Ừ. Thường anh làm nước mắm đi, ăn mắm tôm đi. À lòng đây có cả mắm tôm luôn. Ủa thì ai chấm thì chấm. Muốn ăn gì thì ăn cháu ạ, có đầy đủ. Thực ra là quán lòng lợn ấy thì có nhiều video tôi dẫn anh Duy đi rồi. Nếu như ở video mà về hè này thì đây là quán thứ hai. Tôi cũng được tâm đắc nhất đấy. Tôi cảm thấy ăn lòng ở đây ok. Nhưng mà công nhận là chỉ có mỗi cái lòng thôi mà người ta đã làm ra nhiều thứ nhỉ. Lòng cháo. Mỗi một nhà lại có một cái khác nhau. Cái đấy cô đánh thức canh. À đánh thức canh. Ừ. À, ai ăn thì mới đánh em ạ, nóng hổi luôn đấy. Ai ăn mới đánh bảo đảm. Mà tiết lợn này đông nhanh hơn tiết gan, nó dễ đánh hơn nhiều. Bát tiết canh này bao nhiêu tiền đấy hả? 10.000 thôi, cô bán giá bình dân nhá, các cháu. Kể cả hàng đắt. Các anh lấy mấy bát gia vị con? Ba người. Hỏi các anh ăn gia vị không lấy mì chính nhá, riêng các anh không ăn mì chính. Bình thường là mọi người hay gọi cô những cái món như thế nào hả cô? Có người ăn cháo lòng, có người một đĩa lòng, ăn cháo không, có người thì ăn tiết canh, cháo lòng, luôn vô cùng. Đấy. Cô ơi, thay cho cháu rổ rau bát được không? Cho cháu ít hành củ nữa. Như cái khách kiểu uống rượu ấy thì lại vào đây ăn, như các cháu đây này, khách đông là mỗi người một đĩa, mua một đĩa lòng này, mấy bát tiết canh này. Bây giờ cho cháu đĩa lòng nhá cô nhá. Đĩa lòng cho cháu cả cuống nhá, thứ gì ạ? Cháu ăn xong thì các cháu lại ăn cháo này. Đấy, nó mỗi thứ mới ít mà cháu. Cho tay rượu đục rồi. Không có loại đục mà chỉ có loại trăm thôi. Trăm đấy. Nút đặt cưới rồi. Đấy, cứ làm rượu đấy nó dễ uống không ạ? Chứ còn cháo lòng này mà mình mà uống một cái rượu khác tôi cảm thấy nó không hợp vị đâu. Đây là mắm hay là mắm tôm ạ? Mắm tôm. Tôm. Này ngon đấy. Mắm tôm đấy con, bát cái mắm đi nhá.
Chó mượn kia mới gãy ạ, đúng ạ. Được rồi, con cứ gọi để có người phục vụ con. Anh thích cái bày trí cũng như là gần như là nó tự nhiên em ạ. Vẫn như cái bàn này bàn cũ này, nền đá hoa kiểu nhà biệt thự cổ. Gọi là đá bông đấy, gạch bông, gạch bông. Nét cổ kính này. Nói chung cháo lòng ấy, tôi nói biết này. Cháo lòng là nó phải cổ kính nhỉ. Nó phải kiểu phủi dân dã nhỉ. Ôi trời, khéo đấy ông chú. Quý vị và các bạn ạ, hôm nay Dũng Béo đây Hà lên ăn lòng lợn ở trên phố cổ. Cháu chai rượu chứ? Cái bát cũng bé nhỉ. Nói chung là tận dụng hết ấy. Bàn nhỏ nên là bát cũng phải nhỏ. Mà đúng ra mình cũng chỉ đặt miếng lòng vào thôi mà. Nên là cái bát nó nhỏ nhỏ là được rồi. Lòng như là chuẩn luôn được không ạ? Đấy, ui rồi. Cốc uống rượu rồi cũng lại to. Có thêm bát nữa hả? Đây là gọi ly cối đấy. Ly cối à? Hà có hay uống rượu buổi sáng không? Em không, em ít lắm, gần như cũng không. Anh cũng thế, gần như là uống buổi sáng thì nó cảm giác như là một ngày hôm đấy là nó say suốt đấy nhỉ. Không làm được. Uống buổi sáng nó là phê nhất mà anh. Phê, nhanh phê. Bắt tí chanh. Cho cháu một đĩa lòng nha cô nhá. Ừ, được rồi. Một đĩa lòng của cháu là cho cháu cái cổ hũ này, khấu đuôi này. Ừ. Lòng non mấy cả ít. Mỗi thứ mới đi con ạ. Cho cháu nhiều. Nhiều cuống ạ. Ừ. Đồ lại thích ăn nghiêng về kiểu cuống cuống các thứ anh không em? Con ba. Đây đây con rồi ạ. Bốn người mà. Ông là hơi bị gọi là sành mồm đấy. Cháu ơi, con rồi không béo ơi? Có chứ. Ủa cô gọi tên yêu đấy béo nhỉ. Đây chanh rồi đây, thìa đây anh ơi. Đây, đây cứ tự động tự phục vụ đi. Xin mời quý vị khán giả nhá. Để ông làm tí chanh đi. Em bê em tí hạt tiêu vào đây này. Ủa cái cành cô đánh đông ngay nhỉ. Tiết lợn này nó dễ đông mà. Cho cháu xin mấy quả chanh nữa coi. Có chanh đây. Thường thường ở quê anh ấy, món tiết canh là họ sẽ ăn sau. Ăn sau cùng, đúng rồi, ăn tất cả mọi thứ sau. Còn ở... Ở đây là tiết canh này, các bạn ăn đầu. Đầu tiên mà không biết gì thì các bạn đề điện tiết canh nè. Thôi làm tí buổi sáng nhé. Chúc sức khỏe nhé. Mọi người. Chúc sức khỏe. Đúng rượu nút chuối nhỉ. Ôi này tiết canh này phải rượu đấy ông ơi. Mời quý vị nhé. Bà đánh mắt đông luôn này ông ơi. Xin mời mọi người. Phải đến một năm rồi tôi không ăn tiết canh lợn đấy. Các đi ăn tiết canh nhà cô đi xem nó khác hẳn các hàng khác không. Nhà cô về bán hàng là có thương hiệu rồi các. Nhưng mà sao là không ngon bằng tiết canh dê đúng không em? Không, mỗi cái canh nó có một cái khác nhau. Anh ơi, không phân biệt được cái đâu. Ngon nhất nếu mà để bảo ngon là cái ngàn cái vịt. Ăn cả cảm ơn. Mỗi người có một kiểu ăn khác nhau. Vâng, cảm ơn. Thì anh không hiểu là cái đây là có mùi gây. Nó có cái mùi của dê. Nó có mùi của dê. Thì ăn xong anh em mình làm mát kiểu cháu không, cháu tiếp. Thực sự quý vị ạ. Cháo lòng cái canh nào uống rượu được, không nhận không? Ngồi nhâm nhê buổi sáng này hết ngày luôn. Tôi thì công việc buổi sáng tôi là đưa con nhóc đi học mà. Hết việc. Có thể ngồi đây đến 4 giờ chiều đợi đón nó cũng được. Ông ngồi đây với tôi. Thì quán đâu chắc lửa ráng nữa thì sập. Mình thì tếu tào đấy hay kiểu vu vơ gì. Tôi thì làm công việc kinh doanh nên là thoải mái thời gian lắm. Mình thích như nào thì mình như thế, cùng cuộc sống nó tự do nó quen rồi không ạ? Ngon không? Cái canh nhà cô ngon không? Béo. Đỉnh đấy cô ơi. Đấy. Quý vị đấy có chủ quán gọi mình rất thân mật nha béo. Cô ăn đây cũng lâu mà. Nhớ mặt rồi. Trường học ông con ông ở đây thì ông sang đây ăn sáng. Vâng, anh em bà nhé. Bán gì nhỉ? Rồi mới gì bà nhỉ? Vâng. Đấy con cho bà ăn tí cổ hũ nhá, mới dầu tiết thôi nhá. Đi. Chấm mắm tôm, lâu lắm rồi không ăn lòng chấm mắm tôm. Nhà người ta vẫn giữ được đúng cái kiểu ngày xưa ấy. Đấy, gia vị là mắm tôm, rất là hợp với lòng. Bây giờ nhiều quán là không có mắm tôm đâu. Mắm tôm là tùy người, có người ta gọi là thì người ta có. Còn... Nhà cô bán hàng là theo lối cổ ngày xưa. Thực ra là mình là mình thích theo kiểu ai chấm thì chấm đúng không? Đúng rồi. Có người ta chấm gia vị mà. Em làm đúng rồi. Anh phải cẩn thận là biết ăn rồi chứ thứ kiểu thích ăn kiểu món chín luôn đấy. Rồi anh ơi.
ông thấy sao khi lòng của cổ? Ngon không ạ? Cái lòng ấy tôi thấy là nó người ta vẫn giữ được cái ngày xưa từ những cái bát cái đũa này, nó rất là kiểu gảnh nhàng cũng lung tung thập cẩm. Không cần phải quá cầu kỳ rồi trang trí trình bày gì cả. Mà ăn thì được cái là cái có nhiều cái nó cũng vẫn giữ được nguyên. Đây, mời quý vị cuốn họng. Đầu họng ạ. Họng. Quán lòng nhà cô là mở được bao lâu rồi cô? Cô mở thế này tính là phải mấy chục năm rồi. Khoảng bao nhiêu năm rồi cô? 40 mấy năm mà. Cô đây là nhà cô luôn rồi cô? Đây nhà cô. Nhà bố mẹ đẻ chứ phải nhà cô. Đây là cô lối nghề của mẹ cô, của các cụ. Hay quá cô nhỉ. Mời quán lòng bé tí 40 năm là bình thường. Thịt giải này là không có đúng không? Thực ra là cái lòng này thì nó không nặng là thịt giải đâu anh hiểu không? Người ta có thể người ta thích ăn cái thịt giải là cái món mới, không phải là mới mà gọi là người nào người ta thích ăn thì ăn thôi. Còn ra lòng người ta chỉ như này thôi. Lòng này, khấu đuôi này, khổ hũ này, gan này, rồi. Cô ơi, cô có thịt giải không cô ơi? Không có, con nào hôm nay không có. Tức là bình thường là vẫn có. Bình thường là vẫn có đúng không? Tôi thực ra là về cái đĩa lòng thì tôi không nặng về cái thịt giải đâu. Tôi thích ăn cái này này, dạ dày. Là đây là quán bình dân đúng không? Bình dân bình thường là ví dụ như những cái quán lòng mới bây giờ là người ta cho thêm tràng rồi thêm giải rồi các thứ nữa thì cái giá một cái đĩa lòng nó rất là cao đúng không? Đây thì đơn giản thôi. Một đĩa lòng này bao tiền cô? 100 đấy, rẻ thì bình thường phải 150. 3 ngày mỗi người 3 tỷ. Đúng rồi, bình thường phải 180-200 đúng không? Thì rượu này bao tiền chai à? 15.000. Ôi giời, đấy. Cô bạn bình dân mà này, cháu. Đúng là cháu lòng bình dân. Cháu lòng có bảo đi ra ăn ba ông hết rượu bạc. Cháu lòng gì? Mà công nhận anh đi nhiều khu phố mặc dù nó không cách xa nhau đâu em ạ. Mà anh cảm thấy là gần như là họ bán theo cái thói quen của khách hàng tại khu vực mà họ bán. Tức là gần như là người ta bây giờ là từ hiện đại hơn người ta bảo ám ảnh khách hàng. Nhưng mà bây giờ các bác đây là chiều lòng khách hàng. Khách hàng mỗi hôm đúc kết một tí nó trở thành mấy chục năm đấy. Bảo đây đưa đĩa lòng nhá, thích gọi cái gì là người ta thái đĩa đấy. Còn đây là anh em gọi đĩa thập cẩm là người ta vãi nhảy. Còn nếu người vào ra một khấu mới là một dạ dày này chẳng hạn, nó chỉ khấu đuôi mới là dạ dày thôi, có người ăn ten cái nọ, người ăn cái kia mà. Và anh thấy nó cũng phụ thuộc vào cái người khách mời anh em mình đi cùng nữa đúng không? Đây là anh thấy là cái chủ đạo nhất vẫn là cái cuống họng. Vì ông Dũng ông thích ăn cuống họng. Đúng không? Nhưng mà anh mà thích ăn thịt giải là gần như không có. À có anh có thích ăn thịt giải không? Bình thường. Đấy, thì thực ra anh ở trong cái đĩa lòng ấy cái thịt giải nó để mà nói nó ngon, nó không phải là ngon xuất sắc đúng không? Về cái người nhậu như anh em mình lại khoái lòng này, cuống họng này, khấu đuôi nó mỡ màng hơn, cái thịt giải trông nó nạc quá. Đấy, chú biết làm miếng cuống họng này. Cái này cuống họng nó sật sật không? Giòn. Mà cái chủ đạo trong thức canh cũng là cái cuống họng đúng không? Yeah. Anh cũng sật sật. Anh thấy bất ngờ là lần đầu tiên thấy bọn em ăn thức canh rất là nhanh luôn. Ngon hết luôn. Mà chưa thấy có ai cho cái cảm nhận về cái bát thức canh. Em thấy nó mát mát, nó cũng như thức canh bình thường mình ăn thôi. Nhưng mà cảm giác cô ở đây cô ấy đánh đến đâu đánh như đấy mình cảm thấy yên tâm. Nên em thử, thực ra lâu lắm em không ăn thức canh lợn chứ. Quan trọng là thức canh lợn này thì bây giờ rất ít người ăn. Bạn hai hiểu rõ. Nhưng mà là tôi dẫn bạn đây tưởng đứng bắt thức canh là cô ấy ăn đến đâu đánh đến đấy. Chứ cô không bày tràn lan. Và anh thấy là cái lượng lạc cô cho vào ấy, tương đối nhiều. Không biết Hà thấy thế nào chứ còn anh thì ăn những cái món lòng lợn thức canh ấy chấm hành tươi này. Khi mà mình nhai nát nát bộ lòng ra rồi ấy, sau đó mình chấm với mắm tôm, cắn một miếng hành này nữa. Tuyệt vời luôn. Thơm tuyệt vời luôn. Và nếu mà mình không khách sáo nữa thì tự mình cầm chén rượu lên mình uống. Vâng. Tuyệt vời. Ôi, rượu bất cả ép anh ạ. Hình như là dê, những cái bộ lòng dê thì không làm được như lợn. Lòng dê thì làm khác hoàn toàn so với lòng lợn anh. Ví dụ như là lòng dê thì mình có thể nấu canh đắng này. Lòng dê nấu lá lốt này, tử tiếu thiên về canh. Còn những món như này thì cũng có vị sách thì hoặc là bao tử ấy, dạ dày của nó thì mình om tiêu xanh ấy. Thế nếu lòng dê thì làm nó khác, hoặc dồi thì lại phải dồi theo kiểu khác là dồi không có tiết. Mà dồi chỉ yếu bằng sụn thôi, mà thành những viên nhỏ nhỏ này này. Lòng dê nó rất là ít. Cháu bắt cháu to quá.
Vâng. Lòng lợn thì nó vẫn là phổ thông nhất anh ạ. Cháo không thôi, cho ít quẩy ạ. Quẩy không? Quẩy cắt riêng nhá. Vâng, vâng đúng rồi ạ. Có đây đợi em tiếng cắt nè. Đây con đây, quẩy đây con. Ai ăn bằng nhiều múc của bát của mình này, một thìa chung này. Quẩy con này, không ăn à? Quẩy nữa. Vâng. Ừ, quẩy. Quẩy này nó không giòn quá mà cũng không bị mềm. Quẩy má mây đấy không ạ? Ừ, quẩy má mây. Em mà nhập cái quẩy này về bán phở thôi. Cái gì ạ? Ngon. Ông Dũng ở đây là nguồn gốc ngoại thứ hầu như là ông nắm được hết đấy. Thực ra đi trên phố cổ mà mọi thứ nó rất là giản dị, nó đơn giản. Nhưng mà về cái sự tinh ăn đấy thưa vị thì chúng ta nên phải học hỏi. Bởi vì quý vị có thể đi trên đường nhá, nhìn những cái chị bán hàng rong thôi, xách cái dành hoặc là gánh cái quang gánh thôi. Nhưng mà những cái đồ ăn trên đó chỉ bán cho người phố cổ. Ăn đến bây giờ anh mới thấy rằng cái bát nhỏ nó có lý em ạ. Ăn cháo nóng, đồ nóng đúng nhỉ. Ăn cho ở đây là rất là dễ hút luôn, cho nhanh nguội. Và cháo lòng ở đây anh thấy là có cái màu giống như là cái màu tiết họ có pha thêm nhỉ. Nhiều nơi là màu trắng đấy đúng không Dũng? Không ạ, đấy là màu trắng là lòng trần cháo. Hạ, lòng trần cháo nhá. Đây là cháo lòng chắc chắn là nó phải màu này rồi. Người ta bảo áo cháo lòng mà, áo màu cháo lòng nó hơi vẻ nó hơi xỉn xỉn ấy. Và thực sự chắc chắn ăn món này nó ngọt từ nước luộc lòng rồi, không bị chín gì trước gì cả. Em thấy là đúng mùi nước xít luôn. Ờ đấy, xít luôn. Phải là có cái mùi không đủ của lòng thì mới đúng là mùi cháo lòng. Ông nhà bê ra nhà lúc gói nghi hút lên. Cô ơi, món này của cô thì bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Cô 6 rưỡi cô mở hàng rồi. Hôm nào muộn lắm thì là 7 giờ. Đấy, còn bán cô chỉ bán đến 11 rưỡi thôi là cô hết hàng. Cháo lòng này người ta bán buổi sáng đây ạ. Tôi cũng thử chấm nước mắm kiểu ông thôi nè. Đội vui hay là tôi dẫn ông lên đây rồi. Mai ông lại đi với tôi tiếp, mai tôi còn rất nhiều món nữa cho ông thưởng thức. Ông thì ma xó ở đây nhỉ. Ok con dê này bây giờ cho đi với mình là mình cứ bảo là béo cân nào là tôi lên nhà hàng cân đấy hiểu không? Thế một tháng bắt đầu tôi hoạch toán. Chung là cái quy thịt ma bươi béo này ra thịt dê. Quy thịt ra hiểu không? Cứ ông Hà này bây giờ một tháng ông ấy lên 5 cân là tôi, anh Duy là lên nhà ông Hà ông ấy 5 lần. Còn ngày nhà là to tôi ấn định. Nhất trí thôi, đơn giản quá. Dạ thôi. Đấy, quý khán giả chứng kiến nhá. Mỗi người mà làm một bát cháo thì nó lại bị no quá. Đấy. Kiểu mình cũng ăn nhiều thứ quẩy rồi lòng rồi thì ăn thêm một ít ít cháo nữa thôi, lót dạ. Đánh chất luôn. Này quý vị ơi, em quả lòng non đây này. Đặc dã man luôn. Lòng non là cô đặc nhở. Cô đang phải đi chọn này, cái nghề. Ở đây thì khách là khách quen nên là cái chất lượng nó phải giữ đúng không? Bây giờ mà bán một hai hôm bán lung tung người ta nói ngay. Các bạn quả khấu luôn, ngon. Người ta chọn lòng quen rồi, người ta nhìn cỗ lòng người ta biết lòng ngon luôn. Anh em đi mua khi chịu ấy. Mua dễ bị lắm ạ. Tôi ở chợ bao năm đấy mà thực ra là để mà nói là mua cỗ lòng mà không đắng hay là đắng thì tôi cũng không chọn nào. Chọn nào. Bây giờ có miếng khấu đuôi này. Quá. Ngon. Hôm nay ông Dũng béo ông dẫn lên đây ăn lòng làm mấy choác bây giờ nói giọng là ngọng ngọng rồi đấy. Líu lưỡi rồi đấy đúng không? Buổi sáng không quen. Ra đây buổi sáng mai tôi lại dẫn ông ăn kiểu món ăn bình thường thôi, không uống rượu. Chỉ ăn thôi. Chỉ ăn thôi. Nhưng cháo lòng này ông đấy không uống rượu nó vô duyên đâu. Nó rất kiểu vô duyên rồi. Đúng không? Đúng rồi. Quý ạ, bạn Hà đi với mình mấy hôm thì bia, hôm thì rượu, được. Chẳng mấy chốc nổi tiếng xong thì thôi cũng sơ gan cổ trước. Thì bú nhiều quá không? Ông có công nhận với tôi là cái uống rượu buổi sáng ăn lòng nó gần như là một cái nét. Cái nét 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 văn hóa ở trên này, ở phố cổ hoặc ở người Việt Nam mình.
chứ nó không phải là mình là người nghiện rượu hay gì cả. Đúng rồi. Ra thì mình gọi một đĩa lòng ra thì gọi một chén rượu, kể cả có thể để không nó vẫn ngon hơn. Người ta kiểu ông ăn một, ông vào đây ông gọi một bát canh nhá, ông bảo là cho một chén rượu đã bán 2.000 chén. 2.000 chén. Biển. Rẻ hơn cả trà đá. Đấy, rẻ hơn cả. Thì là lên phố cổ mà uống trà đá đắt hơn là uống rượu. 3.000 đúng không? 3.000. Rồi, cặp cái. Có một hôm cũng gặp thôi mà thấy cũng thấy xa xa đấy nhỉ. Thế ông anh Duy bạn yêu thầm tôi rồi. Có rượu vào phát ông này đó, hot hay hơn đúng không? Ông lấy rồi đây có được không? Rồi quá được, đúng truyền thống. Rồi mỡ nhỉ? Ngon. Phải có mỡ. Quê anh là lợn họ cũng cho cái đỗ xanh ra. Đỗ xanh, gà lạc rồi lai sang thành phố. Không, không, không có lạc, chỉ đỗ xanh. À, không, ý em nói là đỗ xanh là nó kiểu nó làm cái bị nó giòn đấy rồi đấy. Nó lai sang thành chó rồi. Còn ra rồi. Rồi lợn này. Rồi chuẩn phải có cái lá xương sông nữa. Ừ. À, nó cũng rất là hợp. Nhưng bây giờ cái lá đấy nó cũng ít rồi. Đá trong trong đầy mà không? Đá trong trong to đầy á? Ừ. Tôi tưởng chỉ rằng kiểu là mùi húng á, thứ nhá. Không, có lá xương sông thì cái rồi lòng lợn nó cũng truyền thống đấy. Ngày xưa cụ là chuyên chơi cái lá xương sông rồi. Lá trong trong về người ta vẫn cuốn thịt, bán thịt. Mới chính là nó đây. Hôm nào cũng thử làm mà xem, ngon cực. Cô ơi, lòng này của cô, bọn cháu gọi là muốn trần nóng lại, cô có trần không? Có. À, có trần. Thế nhưng nhiều người thì lại cứ nghĩ là hàng ôi thì trần lại. Chứ còn của nhà cô là chân nóng, có chân nóng. Nó theo sở thích của khách hàng. Cái lòng này anh ạ, nó như kiểu cái món chân gà luộc ấy. Không ai đi trần cả. Trần, không ai đi trần nóng lên cả. Như là chân gà luộc ấy. Cái chân gà luộc mà anh ăn nữa. Khi mà người ta luộc lên người ta để tủ lạnh. Anh ăn, anh chỉ gọi là ăn nguội thôi. Ừ, thực ra là đúng là cái nguội với cái nóng nó làm cho cái món lòng ấy nó là thành nhiều món. Có mùi lên luôn. Không, ví dụ như là lòng nóng người ta trần cháo hoặc là làm hoặc là lòng nước. Gọi lòng nước là người ta múc cả một bát nước đây là mình ăn mà. Nó vẫn còn nóng. Còn cái lòng lợn này. Còn đã thái ra đĩa này là nó là ăn nguội anh ạ. Nó là ngồi ăn từ bây giờ đến 2 giờ chiều vẫn cứ là như này. Chỉ đuổi rồi thôi. Đuổi rồi rồi thật ra đuổi rồi tôi làm cái bàn này là mẹ một cái biển cấm ruồi vào đấy nó sợ hết. À rồi làm đi nữa rồi chốt nào. Mà lòng mà theo cái lối cổ ngày xưa ấy thì ăn như thế này thì đúng, còn bây giờ các cháu thì ăn lại cái kiểu như là trần trần xong lướng lướng là không bao giờ có. Ngày xưa không bao giờ các cụ là kể cả rồi nhá, không bao giờ rồi cho cái kiểu như cháu lại bảo thì cho cái rau gì, rau trong lá trong trong không bao giờ. Rồi nếu ngày xưa nhá chỉ có rồi hành răm. Nếu các con cứ về hỏi bố mẹ các con ngày xưa ăn là như thế. Cô bán ra theo cái lối cổ. Nói thật với cả anh Duy với Dũng chứ, ở quê tôi giết lợn ấy là tôi khoái nhất là lúc luộc lòng húp cái banana seed ấy. Ngọt à? Ngọt không? Ngon như kiểu nóng nóng xong là kiểu ăn vụng ấy, tôi thích ăn vụng nào. Em nói thế thì bao nhiêu cái thương nhớ của anh cũng dọi về. Cái hồi nhỏ khi giết lợn ấy là anh đi kiếm lá rau thơm cho tiếc, nhưng mà về sau anh đổi lại các bác phải cho anh cái đuôi lợn ấy. Đấy, nhúng vào cái nước xít của em. Ngon đúng rồi. Nhúng vào sau đó chín bỏ ra ăn gặm cực kỳ ngon luôn. Kiểu được thưởng đấy. Thưởng. Mà ngày xưa không có bóng lấy cái bọc đái của con lợn ấy. À bóng đấy. Bóng ấy. Ừ, bóng bóng ấy, làm bóng đá luôn. Cái đấy nó dài đúng không? Ừ, nó dài. Em thì thực ra tôi thật Duy cả nhà là chưa có cảm giác được như thế. Thật quê tôi cũng ở Hà Nội này luôn. Nói đến cảm giác như thế thì hay là mai qua nhà tôi với ông bắt cá đi. Bắt cá. Bắt con nào thì làm món cá thổ dân. Tôi mời ông cái món cá thổ dân. Ông đã nghe là món cá thổ dân chưa? Chưa. Cá thổ dân là gì đâu. Bây giờ tôi xuống tôi với ông nó bắt con cá đấy lên. Để luôn, để nó dẫy luôn. Thì ở quê thì quấn lá chuối. À, lá chuối. Trên này thì không có lá chuối thì mình quấn giấy bạc. Để nguyên còn sống, không có mổ, không có rửa gì cả. Quấn vào, đốt than lên nướng. Ở quê thì đốt rơm, nhưng ở đây thì đốt than. Nướng xong là quan trọng nhất là tí mình sẽ gạt ra mình ăn. Còn lại mình sẽ pha chế nước chấm. Thì ăn siêu ngọt luôn ông ạ. Làm món cá thổ dân. Để chủ nhật đi. Ở chủ nhật. Vâng thưa quý vị, đối với Duy ngày hôm nay Duy rất là vui sướng trong lòng mà có thể rất là khó nói ra. Bởi vì ngồi được uống rượu tỉ tê với nhau, một cái không gian con phố Hàng Tre này thực sự là một phố một chiều rất là yên tĩnh. Sự ồn ào náo nhiệt gần như là nó hơi hơi cách xa ở đây một đoạn.
nó chưa đến lúc anh ạ. Ở đây là cà phê, cà phê người ta chưa đến giờ mở. Chưa chưa mở à? Người ta là mở cà phê kiểu hiện đại bây giờ đấy, cà phê đến giờ mở. À. Cà phê cà phê là còn ba không biết đầy. Chỉ văn dân văn phòng các thứ ra đúng không? Tâm tư chưa đông nghịt ngay. Cảm ơn Dũng, cảm ơn Hà đã có những cái trải nghiệm rất là thú vị. Quý vị nhớ nhấn like video cũng như là ít chia sẻ video để đón xem những video mới nhất. Có thể gọi điện cho Duy theo số điện thoại Duy để trong phần mô tả cũng như trong cái bình luận video. Hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm lần tới. Quý vị nhá, quý vị lại đi cùng mình đã vẫn đồng hành với cả anh Duy Hà Đồng Phố và cậu bạn mới quen thôi. Hà Còi, có mày Còi, mình đã dẫn cậu đi ăn khắp Hà Nội luôn. Cảm ơn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Thank you.